Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp bạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng của mình. Chính vì vậy mà trong tháng 8, tuổi Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc cũng như là trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 8 do được quý nhân mang đến rất nhiều những vận may về tài lộc, con giáp này có thể nhận được rất nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm rất nhiều những cơ hội để chúng ta có thể cải thiện nguồn thu nhập cả về chính tài lẫn thiên tài. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại thì bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 8 âm lịch thì những gia chủ tuổi Dậu vất lên như diều gặp gió và không gì có thể cản được sự thành công của họ. Và không làm cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 8 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xét về đường công danh sự nghiệp của các quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 8 âm lịch, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những người tuổi Dậu phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới xong, có thể khởi sắc được một đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng, năm nay nói chung và tháng 8 âm lịch nói riêng, những người tuổi Dậu không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc nhiều vì xét thấy có sự bất lợi, tranh chấp và kiện tụng. Riêng người kinh doanh, buôn bán có thể hợp tác với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng với người thân, đồng thời cần phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được tranh chấp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, mượn giải tử vi cho những người tuổi Dậu năm 2022. Tháng này tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng là trong khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm tòi nhiều hướng để phát triển khác nhau nên có nhiều nguồn thu nhập. Tuy chưa có nhiều nhưng cũng chính là tiền đề tốt cho sự phát triển sau này. Lưu ý trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Dậu tháng 8 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ bị ngã bệnh. Dù là nam hay nữ mạng tuổi Dậu cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Không có đào hoa tinh chiếu nên tháng này tình duyên của những người tuổi Dậu rất ảm đạm. Với người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao.
Với những người độc thân, tình cảm cũng không mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài, khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí, có sự tranh chấp, cãi vã với anh em. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Sức khỏe của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều. Cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp, gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng, cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp hơn với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu, đúng nghĩa. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng nhìn chung, trong tháng này làm việc, làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp đương số củng cố tài chính, phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, người tuổi Tân Dậu sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn bởi làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn, vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững vàng, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc, chính là tiền đề để gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Xem tử vi tuổi Quý Dậu tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Những người tuổi Ất Dậu đã bước sang tuổi 17 trong năm 2022, nhiều bạn ở độ tuổi này đã phải bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn tới chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những người trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau, gây nhau, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ. Tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sử và tỵ thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Dậu, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022, dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022, dương lịch có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có số mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Dậu trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống và có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình, quý vị nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại.